Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Kỳ Khôi. Hôm nay Bonsai Kỳ Khôi đã có mặt tại trần cây của anh Dũng Kẹo ở Hưng Yên để gửi đến tất cả quý vị và các bạn những hình ảnh bonsai đẹp mắt trên khu vườn của anh Dũng. Xin mời quý vị cùng đón xem. Hiện tại Bonsai Kỳ Khôi đang đứng ở trên gác phía trên. Ở đây là khu vực cây phôi của anh Dũng. Rất là nhiều những cây bonsai già. Tuy nhiên là video này mình sẽ tập trung chính vào những cây bonsai mini ở trên đấy. Anh Dũng anh đang phá nước để tiếp đón đoàn du khách. Mời tất cả mọi người vâng. Dũng Kẹo Lạc nhá. Đấy. Anh đã PR luôn cái thương hiệu kẹo lạc nổi tiếng rồi. Còn đây là anh Minh Tú Lê. Chào anh em nhá. Hôm nay anh Tú anh rất là đẹp trai nhá. Ok, xin mời tất cả quý vị cùng ngắm vườn của anh Dũng. Hôm nay có cả bạn Lưu Nhung, bạn của Bonsai Kỳ Khôi. Ok. Ui, vườn anh thoáng và rất là đẹp. Đấy, mời quý vị cùng xem phôi thu nhỏ. Thì cái này là đúng qua cái gì chập dập từng tí không, một không mà cái thì làm cứ bảo là làm cái máy đang làm cái máy để bán thành phẩm. Đấy, 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 không cái này gió lại nó lại gió không thế này nó lại lắng như vậy gió nó chính là dưới thấp đây cây si già gần như hóa thạch si già quá anh. Đây. Cái xanh. Nhiều nó bé của anh nhỉ. Nó bé. Đấy, nó vừa xong đấy. Nó bé là xong cái đấy. Phôi thực sự chất lượng trên vườn của anh. Mình sẽ quay vòng xung quanh trước nhé, để quý vị ngắm. Sau đó mình sẽ quay những cây mini ở dưới. Sự chân cây, nuôi cây sướng nhất. Dạ. Đây là một cây si bonsai. Rất là đẹp. Được anh Dũng cho vào chiếc bể đá rất là hợp. Sam núi. Đấy, ôi. Và thực sự cái đơn bonsai tay cảnh đẹp, thân tay cảnh rất đẹp, đơn làm được tay cảnh này hiếm, gốc thì già lắm. Điều phôi trên vườn anh Dũng rất là chất lượng nhé. Quý vị có thể cây nào cũng già, chất cốt chậu lâu năm. Củ si này sự rất là chất, chun chằn. Thân trắng quát. Quý vị xem những điểm chân bệ già đã cắt nhiều lần, lụt chụt sướng quá. Chỉnh cảnh này, cổ ngọn thoát lên một chút nữa thôi sẽ xong phần khung. Rất tuyệt vời.
Tiếp theo mời quý vị cùng xem tiếp một cây xi. Già không kém. Thậm chí là mình thấy hình như còn già hơn. Đấy. Anh nói anh có thể nói với mọi người khác được. Cây xi này búp đỏ thế anh nhỉ. Đây quý vị xem. Đỏ tía luôn. Thân thì khủng khiếp. Đấy. Tiếp tục cây xi siêu già. Em ơi. Đẹp quá. Đấy, anh Dũng ở dưới là có một xưởng sản xuất kẹo rất là tuyệt vời. Đấy, khu vực nguồn nước tuyệt vời. Đây, tiếp theo là những cái bonsai ở trung tâm của khu vườn. Thì một dàn đôn rất là đẹp, chất lượng. Thì ở đây mình có để ý đến một tác phẩm này anh Dũng mới sở hữu này. Tác phẩm này trước là của bonsai Quý Khôi. Một cái cụ si. Cái này trước của em. À thế à? Qua tay nhiều người rồi mới đến anh. Đây này, cái này. Cái nào mà em không nhớ nhỉ? Cái này là chỉ có về nhà mình là chỉ trong vòng gần một tiếng. Thế là lại đi. Mà cũng là chẳng giá quá nhiều đấy. Vâng. Giá quá đắt. Thì tại vì là qua tay nhiều người quá. Đấy. Nhưng mà độ già cái này thì kinh điển. Sao cái cây này giống cây nhà mình thì hết nhỉ? Cây si này anh ạ, cây si này là cây một cây si cổ nguyên cơ bản của nó, tức là ban đầu của nó là một cây si cổ anh ạ, là ở chỗ cái cổ ngọn này anh này. Trước của nó là một cái nó dài lên trên này mà nó một tán này. Còn dưới này rất là nhiều đầu này, như này. Cứ lên là người ta chặt chun 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 chun. Cái này là về sau ghép sau anh này. Đấy. Mấy cái dưới này là ghép sau. Chứ còn thực sự là lúc em mang về là đúng như là một hòn đá. Mà em mình mà phải nói nó già già kinh khủng. Nếu mà để nói con này thì nó quá nhiều tuổi. Đây này, quý vị xem. Nhà mình xin nhà mình toàn là cây rất là nhiều tuổi. Đấy. Đây quý vị xem. Chất của nó đẹp nhỉ? Chất quá đẹp. Già già vừa. Vì không nghĩ đâu là bảo cung là nó bạc. Đây quý vị xem này. Là nó lại tưởng là nó lại thương mại. Vâng. Đây hóa ra tự nhiên. Nhưng mình là thằng không phải là có điều kiện mà mình còn ham chơi. Nó là thằng có điều kiện như thế mà nó không ham chơi thì mình mới là lạ. Đẹp. Thế đâm cuối cùng là nó bán hết phí bán con này. Thường mình mua quá điều kiện. Đây, ngoài ra quý vị xem anh Dũng rất là nhiều xi già. 170 triệu. Nhà em hồi nhà em bán thì bao nhiêu đâu? Ngày xưa thì thôi mỗi người được lộc một ít. Bán con này đi con 8,5 triệu thì sao em? Mà anh phải chuộc lại. Đây này, rất nhiều bonsai đẹp quý vị cùng xem nhé. Bim bim mini bệ rất là đẹp. Tao mua con này có 2 triệu. Tao không biết bây giờ cả anh xin xoan tỷ rồi đấy. Anh Dũng có một khôi huyền rồi. Rất là yêu. Cái đường co hay. Đây có một cây rành rành đằng trực rất là đẹp này. Quý vị cùng ngắm này. Đó, ok. Đấy, rất là tuyệt vời. Một đây còn cây nữa. Cây si. Si là phải già. Si. Rất là tuyệt vời. Anh ok, mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào.